lo sợ. Mới chỉ có 2 tháng đã lan tràn khắp nơi, 69 quốc gia tính đến thời điểm sáng nay, mang chết chóc sợ hãi đến tất cả mọi nơi. Corona lan nhanh nhưng chẳng có thuốc chữa lành, ai ai cũng cảnh giác chứ đã mắc phải là tôi. Sáng thức giấc thấy ai cũng vội vã chạy đi tìm, đến lúc tới quầy thuốc cũng chẳng mua được khẩu trang. Rồi đột nhiên anh cảm thấy lắng lo, thấy sốt nhẹ và ho, trong lòng thấy khó chịu. Để rồi chợt nhận ra có thể anh đã dính bệnh, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em tấn đó, chính em đó, cứ lần trốn mọi cách và không chịu đi cách ly. Mọi người ơi nhớ nhé, luôn cảnh giác, đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi chúng ta đi. Hằng ngày xem tin tức để hiểu biết cách phòng tránh và cách để cho người thân khỏe mạnh. Vì lo cho ba má, cho tấn ca, ta mong hôm nay đại dịch Covid sẽ mau biến tan. Ok, anh kể về những ngày xưa lúc chưa có dịch, anh đi trên đường chẳng cần đeo chiếc khẩu trang cũng giữ tự ta ra khỏi phố phường. Nhưng mà nay dịch đã tràn lan, mọi kiểm soát vẫn sự phản đàn. Phải chẳng lòng anh lo lắng khi tâm hồn anh thật sự bất an. Chuyện ngày nay sau mấy hôm khắp nơi có dịch, thật buồn thay, cứ thế này chắc mấy chốc sẽ chẳng còn ai. Corona lan nhanh với một tốc độ chóng mặt, khiến tất cả các nước chẳng thể kịp trở tay. Tết Nguyên đán năm nay vẫn cứ thế mà kéo dài, khiến tất cả học sinh phải nghỉ học dài hơn. Trên Facebook đăng tin sáng nay công an phát hiện 8.000 chiếc khẩu trang được làm từ giấy vệ sinh. Dân nghe tin hoang mang chẳng biết tin cậy nơi nào, bởi tất cả thông tin giả ra thật thật làm sao. Rồi đột nhiên anh cảm thấy lắng lo. Ui trời ơi, vậy làm sao đây? Trong lòng thấy khó chịu. Trời, khó chịu lắm. Để rồi chợt nhận ra có thể anh đã dính bệnh. Dính bệnh rồi à? Nghĩ đến ba má anh lại buồn thấy quá. Thật buồn. Là do em tấn đó, chính em đó, cứ lần trốn mọi cách mà không chịu đi cách ly. Mọi người ơi nhớ nhé, luôn cảnh giác, đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi chúng ta đi. Hằng ngày xem tin tức để hiểu biết cách phòng tránh và cách để cho người thân khỏe mạnh. Vì lo cho ba má, cho tấn ca, ta mong hôm nay đại dịch Covid sẽ mau biến tan. Là do em tấn ca, chính em đã cứ lần trốn mọi cách mà không chịu đi. Yeah.